hạnh đồng hành cùng chương trình. Hôm nay hứa hẹn lại thêm một ngày không mấy dễ dàng với các cầu thủ nhí, khi ngay từ sáng sớm huấn luyện viên Hồng Sơn đã quyết định các cầu thủ nhí phải chạy bộ ra sân tập thay vì có xe đưa đón như mọi khi. Hy vọng bài khởi động đặc biệt này sẽ giúp các cầu thủ nhí có buổi tập hiệu quả hơn trên sân. Tiếp theo cái buổi tập hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số những cái kỹ thuật dẫn bóng, chéo, luồn cọc và sút cầu môn dứt điểm. Rồi bài tập đầu tiên nhá, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Kỹ thuật với bóng, chúng ta sẽ làm sao là làm chủ với quả bóng. Động tác về bóng, dẫn bóng qua marker và ghi bàn dứt điểm. Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội. Đội nào mà có thời gian thành tích tốt nhất và ghi được bàn vào lưới đối phương nhiều hơn, đội giành chiến thắng. Lưu ý một điểm là nhờ các động tác kỹ thuật các bạn phải làm thật chuẩn, chính xác, nhanh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào bài tập. Rồi. Với các cầu thủ nhí của chúng ta, những bài tập có tính đối kháng, cạnh tranh lúc nào cũng được hưởng ứng rất nhiệt tình. Chia làm hai đội như này nhá. Đấy, chúng ta sẽ lần lượt. Đội bên áo xanh sẽ thực hiện trước, 5 người lần lượt nhá. Khi nào dẫn bóng này sút bóng xong nhá là phải chạy lên đây nhanh thì bạn thứ hai mới được đi nhá. Thầy sẽ làm mẫu, kéo bóng sang hai nhà đúng không, kéo này đi nhanh nhá. Bắt đầu ván đây, cái khung này này là phải vào đến đây là phải sút ngay nhá, không được sút trước, không được sút ở đây, đẩy bóng vào đúng cái khung này chúng ta mới được sút. Ghi bàn, chạy về nhanh. Bạn thứ hai bắt đầu tiếp tục đi. Ok, bây giờ One Sushi xem đội nào đá trước. Đội xanh sẵn sàng chưa? Mỗi bài tập đều hoàn thiện kỹ thuật cá nhân. Xem ra các cầu thủ nhí ai cũng rất cố gắng để thể hiện kỹ thuật của mình. Nhớ phải ghi bàn nào. Đúng rồi, chạy về nhanh, quên à, quên là phải nhắc nhé các bạn nhé, đồng đội của mình ý, quên là phải nhắc dùng chứ. Yeah, hay lắm, được. Đi lại đã về đâu mà đòi đi. Sang ơi, không bắt được à? Hả, quá đơn giản mà không bắt được. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kỹ thuật đâu bây giờ đấy, thể hiện công. Kéo, đúng rồi, kéo quả bóng tốt. Đấy, đúng động tác như thế đấy. Tốt, tiến. Một phút 27. Đội của bạn Phương Long đạt là 1 phút 28 giây. Và phạm lỗi của bạn Phương là không qua cái marker kia. Sau lượt tập đầu tiên với thành tích trội hơn thuộc về đội của cầu thủ nhí Quang Anh, huấn luyện viên Hồng Sơn cho đội còn lại thêm cơ hội với lượt tập thứ hai.
1 phút 23. Nhưng mà không ghi bàn thắng nào và bỏ hai marker. Tiến. Rồi, xin mời đội đỏ vào. Tình hình có vẻ càng đậy. Khi đội chiến thắng quyết tâm bảo vệ thành tích, còn đội thua thì tìm mọi cách để thay đổi tình thế. Một phút 29. Và như vậy thì đội của bên đỏ lượt 2 giành chiến thắng. Bạn Nam Tuấn à bạn Tiến nhá, phạm luật bỏ không phạm luật. Cuối cùng thì đội đỏ cũng đã thành công khi giành chiến thắng trước đội xanh 1-0 rồi nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một hiệp đấu để chúng ta tiếp tục chỉnh sửa lại các tình huống nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuyền bóng nhiều vào, chuyền cho nhau nhiều vào nào. Những bài tập được học nhanh chóng được các cầu thủ nhí áp dụng thực tế. Huấn luyện viên Hồng Sơn thì không ngừng nhắc nhở các cầu thủ nhí của mình. Nào mở ra Phương. Lấy bóng đi, đập tường đi. Thế, chuyền nhanh. Đúng rồi, tách ra, Hiếu tách ra. Mở ra Nam. Thế, Nam không mở ra, Nam ơi. Phạt góc. Đó đã phạt rồi. Không biết đội đỏ có tận dụng được cơ hội này để ghi bàn không nữa. Ôi, tiếc quá. Cầm quả bóng nào nào. Cầm bóng phối hợp nào. Chuyền bóng liên tục nào. Thế, chuyền xuống dưới. Nào. Tốt. Tốt, làm rất tốt. Đấy. Vỗ nhiều vào Quang Anh. Vỗ nhiều vào cái đợt phá sao được Quang Anh. Nào chuyền đi. Đấy, lại vỗ lại. Đấy, lại vỗ lại. Nào, chuyền đi. Chuyền, thế. Thế. Vào đập tường đi kìa. Lúc ấy phải như này không? Thế nào, Tiến. Ông Dê làm cái gì để mất bóng của rồi. Không hợp lý thế nào cả. Tiến lùi lại. Nào. Này. Huấn luyện viên Hồng Sơn sẽ giúp ích cho các cầu thủ nhí của chúng ta rất nhiều trong trận đấu quan trọng sắp tới ở Hàn Quốc. Tốt. Nào, nhả đi, nhả về, đúng rồi, vỗ đi. Cứ trước mặt vào chuyền đi. Tốt. Kìa, nhập vào, Thiên. Kìa, sút. Đúng rồi. Rất tốt. Được. Nào. Nam, Tiến. Lên hỗ trợ. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Không ăn này. Đấy, quả đấy ngon mà không ăn đấy chưa. Nào lên. Bật tường này. Bật tường đi. Hết nữa, sang ngang. Đạt ơi, xong chuyển sang bên cạnh là ghi bàn rồi. Nào, chuyển đi, đúng rồi, hơi mạnh, mạnh quá. Kìa, đạt kìa, đúng rồi, chết chưa?
À Hiếu, à Tiến với cả Hiếu thế nào mà không kèm người? Nào lên đi. Nào xuống biên. Đúng rồi. Tốt. Kìa. Kìa, không ăn thì thôi. Ui giời ơi, bao nhiêu cơ hội không ăn. Tốt, ôi là bắt bài rồi, Long nó bắt bài rồi. Hay lắm. Đúng rồi. Đập tường. Tốt. Rồi ôi. Vẫn còn. Đúng rồi, Nam béo được, đúng rồi. Hay lắm, Nam béo. Ui, đúng rồi. Hay lắm, đúng rồi. Ui. Không sao cả, tiếp tục. Đúng rồi, chưa có gì. Hay lắm. Đúng rồi, phải chiến đấu như thế. Đúng rồi, kia. Ui giời ơi, Quang Anh khống chế kìa, kìa Nam béo ra. Bật tường, đấy đúng rồi. Phải ý chí như vậy. Ông Đạt vừa rồi đánh nguội, tí nữa chạy hai vòng, một cái thẻ vàng. Tốt. Tiếp tục. Nào tranh cướp. Nhanh, đúng rồi kìa, Hiếu này. Sút. Trời ơi. Vê, phản công kìa. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Đây đây. Sao chưa thương Nam. Nào, bật tường nào. Đột phá bật tường nào. Tốt. Đừng bỏ lỡ những cơ hội tốt như thế để ghi bàn nhá, các cầu thủ nhí. Không là huấn luyện viên Hồng Sơn lại khóc đấy. Hay quá, sang hôm nay hay thế nhờ. Cản phá rất xuất sắc. Đây đây, đây. Nào, đỏ thì chuẩn bị về đây, nếu mà thì thủ môn đẩy ra thì phá ra. Xanh thì gì, đứng sát vào vạch này này, nếu mà ấy thì đẩy ra thì ghi bàn. Xanh đâu? Thiện hay ai đứng vào bên cạnh cái
80% sức thôi, không cần 100% mà. Có vẻ như chưa hài lòng với thể lực của các học trò. Trước khi kết thúc buổi tập, huấn luyện viên Hồng Sơn còn dành cho các cầu thủ nhí bài tập chạy nâng cao thể lực. Lúc này thì các cầu thủ nhí đã mệt nhoài rồi, nhưng vẫn phải cố lên thôi. Chạy nhanh nào, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trong bài tập của thầy Sơn hôm nay thì có một bài tập nhưng mà giúp bọn con về sự khéo léo, cách mà đẩy bóng cho vừa tầm chân sút và cách sút bóng. Hôm nay con cảm thấy là có mỗi con anh Thiện với cả Quang Anh là biết phối hợp với nhau thôi, còn anh Tiến thì anh vẫn còn hơi ham rơi. Con thấy bài này nó hơi khó. Hôm nay buổi tập con đã tốt rồi nhưng con vẫn chưa bằng hôm qua. Con thấy bài tập hôm nay con thích nhưng mà con cảm thấy hơi mệt. Trong phần thể hiện của con sáng nay thì con cũng không thích phần nào bởi vì con vẫn chưa tốt. Bài tập của thầy Sơn hay là rất là thích. Đó, bài tập hôm nay, bài tập lần trước thì bài tập này khó hơn một chút. Tại vì chạy thì con rất là mệt, các bạn cũng đều mệt. Con thời ngày hôm nay thì con hiểu điểm nhiều của con là thể lực. Bài tập đối kháng thì con thấy là các bạn đã chưa tốt. Thì với vai trò là đội trưởng đội bên con thì con thấy đội bên kia chơi tốt nhưng mà họ vẫn còn một ít đá thô bạo. Thì bạn là nam thì bạn ấy xoạc con thì con không muốn bị va chạm vào chân nên là con phải né ra thì đánh mất bóng. Với cả họ thì kiêu ngạo bên con khi mà sút vào. Sau buổi tập luyện rất vất vả của các cầu thủ nhí, ban tổ chức chương trình đã dành cho các bạn một chuyến dã ngoại đầy hứng thú ở một địa điểm xa thành phố. Đấy, được đi chơi là ai cũng tươi như hoa ngay. Thanh Đạt còn dắt cả gấu theo cửa đấy. Chuyện là các cầu thủ nhí của chúng ta đã có một buổi mua sắm trước chuyến đi với số tiền 100.000 được cho từ ban tổ chức. Trong thời gian 10 phút, các cầu thủ nhí sẽ được thoải mái chọn lựa mua những món đồ mình yêu thích trong siêu thị. Nếu không vượt qua số tiền quy định, các cầu thủ nhí sẽ được giữ lại những món đồ mà mình chọn mua. Sau một lúc lựa chọn thì các cầu thủ nhí của chúng ta ai cũng khệ nệ, tay xách nách mang. Có ai bị vượt quá số tiền quy định không nhỉ? Không chỉ đá bóng giỏi, các cầu thủ nhí của chúng ta còn rất giỏi tính toán nữa. Không một cầu thủ nhí nào mua sắm vượt quá số tiền đã quy định. Vậy là ai cũng hào hứng ra về với giỏ đồ mà mình đã chọn mua. Cuối cùng thì chuyến xe đưa các cầu thủ nhí đi dã ngoại cũng đã đến nơi rồi. Không biết lần này các cầu thủ nhí sẽ được khám phá những điều gì thú vị đây. Cũng như là khoảng thời gian khám phá, trải nghiệm, có vẻ như các chàng trai của chúng ta đã quen với việc mỗi ngày lại đến với một địa điểm mới. Và ngay lúc này thì các cầu thủ nhí đã có mặt tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, sẵn sàng để gặp một vị khách mời vô cùng đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là diễn viên Puka. Annyeonghaseyo.
nhỏ ngày hôm nay là có vị khách mới quên mất cả bảo mẫu của chúng ta. Chú Hiếu Hiền. Ôi giời ơi, tớ đã bảo cậu phải mặc quần áo đẹp hôm nay đi ra ngoài rồi. Thôi thôi cậu ơi, cậu quy định cho đã xong mà cậu quên rồi, cậu mà đặt đổi thừa. Cậu ngủ dậy muộn ấy. Thôi muộn cái mặc gì? Mặc đồ từ hôm qua cậu không thay. Tớ ngoài xe ngoài kia kìa. Này anh Hiếu Hiền ơi. Vậy? Có phải là anh sợ ngày hôm nay có người đẹp đây cho nên là rụt rè không dám vào đúng không? Hello Boca. Chào anh. Đây là cô gái đã chung hành trình với Hiền trong anh em siêu quậy và bộ phim đang rất là được các bé thứ nhiều yêu thích. Thế từ nãy đến giờ không biết là các bạn nói chuyện gì với cô Puka rồi? Chưa à? Đã giao lưu được gì chưa? Cô Puka giới thiệu đi ạ. Chào các bé, cô tên là Puka. Hiện tại thì cô là một diễn viên tự do. Hôm nay thì cô Puka sẽ dẫn các bé quay trở về với thiên nhiên. Chúng ta sẽ được khám phá, được xem tất cả những loài vật. Các bé có thích không? Thích. Và bây giờ thì chúng ta đi thôi. Ngày hôm nay sẽ có một chuyến hành trình khám phá thật sự là thú vị và bất ngờ. Hãy cùng theo chân các em nào. Đi xuống đi, xuống đi. Thú dữ. Nhiều cầu thủ nhí, đây là lần đầu tiên được tham quan vườn thú hoàng giá, được tận mắt chứng kiến những loài vật như là gấu này, sư tử, tê giác, hươu cao cổ, nên ai cũng tỏ ra vô cùng hào hứng. Nam Mỹ trong phim Rio đây rồi. Trông đáng yêu quá kìa chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những loài vật lớn nhất thế giới, đó là loài voi. Các bạn có muốn thuần hóa voi, có muốn cưỡi voi không? Dạ. Ai muốn cưỡi voi? Vậy thì bây giờ cô Puka sẽ giới thiệu một anh hướng dẫn để hướng dẫn cho chúng ta cách cưỡi voi và thuần hóa voi như thế nào nha. Giới thiệu với các con, đây chàng trai không được bự con nhưng mà voi thì anh có thể giật được. Chú ơi, ví dụ như độ tuổi của các con đấy, con lên được không ạ? Dạ được. Bao nhiêu bé thì ngồi vừa một yên voi ạ? 4. Con voi có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Già nhất cỡ 90 đến 100. 90-100 tuổi luôn con. Rất nhiều kinh nghiệm. Rồi, mời bạn Tấn. Thưa chú là khi con voi tức giận thì khi con voi tức giận thì mình không cưỡi được. Không nên cưỡi được. Chú ơi, con voi nó nặng bao nhiêu ký? Chỗ nhẹ có 4 tấn thôi. Giỏi quá, vỗ tay. Kìa, cho nó ra kìa, nó giao lưu mình kìa. Sợ không? Thích không?
cả các bạn vì các bạn được cưỡi voi. Có gì hay kể cô nghe nào? Cưỡi voi rất vui, với cả thần chủng voi cũng rất vui không kém ạ. Thế có cái gì vui mà các con học được không? Phun là ngồi xuống. Khi mà mình bảo phun là con voi ngồi xuống. Vâng. Đác là đứng lên. Đác, đác là đứng lên. Đấy là tiếng gì? Tiếng dân tộc gì con? Ê đê. Đúng rồi. Thế con bảo Long, con thấy là có gì thú vị không? Đây là lần đầu tiên con đi voi nhưng mà con được ngồi lên lưng voi, con rất sợ. Rất sợ à? Lúc đầu cô thấy con bảo là cô con voi này mùi ghê thế. Thế lúc mà con ngồi lên con còn thấy mùi ghê không? Không. Lúc đấy mình quen rồi đúng không? Rồi. Thế bạn nào sau khi mà cưỡi voi xong rồi muốn cưỡi một lần nữa? Hả? Tất cả đều muốn cưỡi voi lần nữa trừ Bảo Long. Vì rất sợ ngồi trên lưng voi bị chồng chành. Nhưng mà dù sao hôm nay trải nghiệm đấy rất là thích rồi. Và chúng ta cùng chào đón các bạn đi về. Mới cưỡi voi về sao mà thích không các con ơi? Thích quá nè. Từ sáng giờ mình đi chơi rất là nhiều. Mình thăm này hổ này rồi sư tử này. Rồi mình đi thăm những chú vẹt này. Các con thích nhất là con thú gì nhở? Cô mời sang nào. Con thích nhất là con voi. Con thích nhất là con voi. Con voi ngay đây rồi. Chắc là tại vì con voi gần quá nên là trả lời được luôn đúng không? Con thích con khỉ ạ. Vì sao? Vì mặt nó hơi giống con người. Mặt nó hơi giống mặt con. Muốn mang về nuôi một chú luôn. Con Anh thì sao? Con thế ạ. Con muốn lấy con khỉ về nuôi vì nó rất là đáng yêu. Lấy luôn. Mọi người đây rồi. Các em bé đang kể chuyện hôm nay đi cưỡi voi thích quá rồi đi xung quanh vườn thú rồi thấy con gì cũng thích mang về nhà nuôi luôn. Buka cưỡi voi thấy sao? Em cưỡi voi thì em cảm thấy bị sốc hông quá. Và các con cũng thấy là mỗi con thú thì sống trong môi trường của mình này, ăn cây cỏ xung quanh mình này, có một cái hệ sinh thái riêng. Và mình cũng sẽ phải bảo vệ môi trường để làm sao mà các loài thú vẫn luôn luôn có thức ăn của mình và được duy trì sự sống của mình thì hệ sinh thái của chúng ta mới cân bằng đúng không các con? Đúng. Rồi, bài học buổi sáng ngày hôm nay rất là thú vị dành cho các bạn nhỏ. Cảm ơn cô Puka rất là nhiều. Và bây giờ sau khi đã tham quan các vườn thú xong rồi thì Puka sẽ dẫn các bạn tham gia một trò chơi khác nữa. Có thích không? Chơi luôn. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang ở sân trượt cỏ rồi và ở sau lưng chúng ta là đồng cỏ. Ôi, đồng cỏ này rồi là xe trượt cỏ này. Nhưng mà các bạn đã biết trượt như thế nào chưa? Rồi. Có bạn rồi. Chưa? Có bạn chưa? Đó, lác đác. Cô Hòa Minzy với cô Puka đã biết trượt cỏ chưa? Dạ, chưa. Đó, cho nên là vì thế cho nên chúng ta phải mời chú ra đây để chú hướng dẫn cho tất cả chúng ta làm thế nào để trượt cỏ mà phi băng qua cái dốc kia xong rồi mình lao thật nhanh về đích ạ. Bây giờ chú hướng dẫn cho các con làm thế nào để mà đi cái trò này cho nó thật là nhanh về đích ạ. Cầm hai con dê chứ chắc ngã ngựa sao ngựa ngồi sao cầm. Rồi bây giờ cô mời bạn Nam với cả bạn Tuấn Phương lên làm mẫu cho hai cho các bạn ạ. Sợ không? Sợ không? Đó. Rồi mọi người để ý nha. Các con này bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm 5 đội. Và 5 đội này thì sẽ do cô Hòa Minzy và cô Puka sẽ chỉ định. Không chỉ tham quan vườn thú, được cưỡi voi, các cầu thủ nhí của chúng ta còn được tham gia những trò chơi vận động đầy hứng khởi nữa. Tất cả các cậu chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 đua. Trượt cỏ á? Thấy dễ nhưng mà không dễ đâu nha. Đấy, ngã rồi. Cố lên nào các bạn nhỏ ơi. Nhanh lên các cậu ơi, nhanh lên các cậu ơi. Giữ tay lái thẳng lại. Đó, giữ tay lái thẳng lại. Đang thua kìa, nhanh lên đi. Rồi leo lên. Cầm hai dây. Rồi lên đi, đẩy lẹ lên. Chú Hiền lên đi luôn, chú Hiền ơi. Đẩy đi. Chú nó bị kẹt. Không phải kẹt đâu, bị lúng sình đó. Rồi giữ dây lại, giữ dây quanh kia lại. Giữ dây kia. Hay luôn. Sao vậy, sao mắc kẹt đó rồi kìa. Leo xuống đẩy. Thắng rồi. Long thắng à. Sang nhìn. Là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng phần thi vừa rồi rất là thành công. Yeah. Mà chú Hiếu Hiền là còn đi chậm hơn cả các đội. Chả lắm. Tôi tính lăn rồi chứ không phải là đi đâu. Rồi mà không biết là có biết là đội nào về nhất hay không nữa. Giơ tay lên. Yeah. Yeah. Và đội về nhì đó chính là đội của bạn Sang và bạn Tiến. Yeah. Còn các đội về lại là các bạn là những người đi về sau cùng, nhưng mà tất cả các bạn đã hoàn thành rất tốt cuộc thi của mình. Và như vậy thì với thành tích về nhất ở phần thi trượt cỏ như vậy, chúc mừng đội của bạn Thiên
và bạn Long đã giành được huy hiệu của chương trình. Yeah. Cầu thủ nhí 2017. Hai đứa con về nhất thì hai đứa con cảm giác bây giờ thấy như thế nào? Con thấy rất là vui ạ. Vui hả? Lúc đó mình trượt xuống mà mình cảm giác mình về đẩy lên thì mệt không? Không. Rồi bây giờ bạn Thiện thì sao? Bạn Thiện thấy làm sao? Dạ, con thấy rất vui ạ. Thiện với Long là ít khi có thế này. À, cô khoe các bạn này nào, xin mời đi catwalk một vòng nào. Tèng, tèng, tèng. Ngại lắm. Sao ngại? Chị Linh ơi, em nghĩ là phải phỏng vấn Hiếu với cả Tuấn bởi vì ngã nhiều nhất luôn á. Đó, ngã hai lần liền thương lắm. Đây, cặp đôi mang danh hiệu ngã nhiều nhất trong cuộc thi. Tại anh lái ạ. Dạ. Hay tại ai? Tại anh mất tay lái. Mất tay lái hả? Con ở ngoài là bình thường, con có biết đi xe đạp không? Có. Rồi, thế còn bạn Hiếu, con có ấm ức gì không? Có, bởi vì anh làm con ngã rất nhiều lần. Rồi, bây giờ anh làm em ngã nhiều lần thì anh làm gì với em nè? Anh ăn uổi ghét đi. Hai bọn con đoàn kết rất tốt và đã bàn bạc để làm gì? Bọn con khi mà chơi trò này thì phối hợp với nhau rất là ăn ý, nhưng khi mà xuống dốc thì con đang kéo thì đang nhanh, gần nhanh nhất thì tự dưng anh Phương anh ấy vấp chân phát, thế xe nghiêng phát, thế bọn con về lại xong rồi ủn lại từ đầu đấy nên đội con mới xuống thứ ba. Con cảm thấy rất là tức vì anh Tuấn anh làm con té. Lúc mà con đang đi thì con đã bảo anh Tuấn anh gửi sang trái thì anh cứ quẹo sang phải đang chỗ dốc. Anh cứ quẹo xuống phải xong rồi cuối cùng mà ngã xong quần áo con bẩn hết. Con cảm thấy có lỗi với em vì con không vì con không biết chơi giò này nên con lỡ làm em té. Thật ra thì con chưa bao giờ chơi trượt cỏ. Cảm xúc của con khi được chơi trò chơi cỏ này là con thấy trò chơi này rất dễ. Thì lúc nào cũng to hơn Thiện và sức mạnh cũng hơn Thiện nên con quyết định là con ngồi sau để giúp lực của cái xe đi nhanh hơn. Sau cái trò chơi trượt cỏ vừa rồi thì bây giờ chúng ta lại đến với một thử thách mới. Và thử thách này ấy, muốn biết nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhìn trang phục của các bạn nhỏ ngày hôm nay. Khi diện những bộ bà ba thế này, nhìn các cầu thủ nhí của chúng ta lạ quá đi thôi. Trò chơi dân gian mà, phải thế mới có không khí chứ, đúng không nào? Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, mỗi đội bao gồm có 5 thành viên. Đó, 5 thành viên này á, lần lượt đầu tiên là sẽ phải bịt mắt lại. Bịt mắt cậu lại. Nha. Rồi, sao nữa? Rồi, cậu tiếp luôn đi. Cái cây xuống đất. Trong xuống đất. Rồi, quay một vòng nhanh lên, quay. Tưởng quay đẹp quá. Rồi, được chưa? Đi thẳng tới, nữa. Nữa đi. Giơ cây lên. Đập đi. Rồi, úp. Hai bảo mẫu sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Các thành viên còn lại sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 3, 2, 1. Rồi, quay rồi. Đi thẳng tới. Đi thẳng, đi thẳng qua đây, đi thẳng đi. Ê, sang phải. Sang phải, đi thẳng lên. Chạy tới đi. Đi thẳng đi. Chạy tới nữa. Sang phải, đi qua đây. Nữa. Phải. Nữa, chạy tới nữa. Xích tới nữa đạt. Nhanh lên. Nói đi con. Thắng. Chạy. Bên trái. Đi thẳng. Thẳng đi. Nhanh lên. Nữa đi. Kia, bảo bạn đi. Hiếu ơi bên trái. Bên trái cơ mà Hiếu ơi, con không biết bên trái hả? Đập đi. Rồi đập đi. Ai chạy? Hiếu lùi lại, đập. Ra đập đi.
Trời ơi, đập mạnh lên coi. Hoa, không được chạy lên. Được. Cầm cây, quay đi, quay đi. Rồi, chạy lên, đi thẳng lên. Nữa, nữa. Đi thẳng luôn, thẳng luôn. Bên trái, bên trái. Thiện ơi, Thiện ơi. Trái, trái. Thiện ơi, đi thẳng lên. Thiện ơi, Thiện ơi, bên phải. Thiện ơi, bên phải. Đi cô lên phải. Đúng rồi, đúng rồi, đập đi. Nữa, nữa bên phải nữa, đi thẳng lên, đi thẳng lên. Tới chút nữa, tới chút nữa. Thẳng lên đây nè, ở trên đây nè. Bên phải, Thiện ơi. Thiện ơi, bên phải, Thiện ơi. Thiện ơi, quay bên phải. Kè 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 kè
Rồi các con, vừa nãy các con bịt mắt, các con có biết là đội nào hoàn thành đập được hết 5 cái điều trước không? Hòa Minzy ạ. Rồi và chúc mừng đội của Hòa Minzy giành được chiến thắng. Con cảm thấy rất là vui và vì đội mình đã thắng. Con cảm thấy nhóm con hôm nay chơi rất là tốt. Có vài bạn bị lệch đường nhanh lắm mà đi ra chỗ tít chỗ kia. Các con biết không, trò chơi vừa rồi là một trò chơi dân gian rất là thú vị mà thường thì sẽ được chơi trong những dịp lễ hội. Chúng ta được chơi một trò chơi mà để khích lệ tinh thần đồng đội này, rồi tất cả các cô các chú hò reo cổ vũ cho các con rất là đã, phải không nào? Và bây giờ trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình ngày hôm nay thì cô Puka còn có thêm một món quà ý nghĩa nữa. Cô nghĩ đây sẽ là việc làm vô cùng là thú vị của tất cả các con, sẽ tạo ra cho chúng ta một kỷ niệm. Chúng ta sẽ để lại cho khu du lịch sinh thái ở đây một món quà. Các con đồng ý không? Có. Sau một buổi đi chơi, tìm hiểu và cũng như tiếp xúc với các bé thì Puka cảm thấy các bé rất là cá tính. Các bạn có một điểm rất là giống nhau là một làn da rám nắng, nhìn rất là chuẩn men. Khi tham gia vào một trò chơi nào đó, một hoạt động nào đó, các bé rất là năng nổ và quyết tâm để giành được phần thắng về mình. Khi mà tiếp xúc với các bé thì Puka cảm thấy rất là thích các bé và cảm thấy là các bé có một cái nguồn năng lượng nào đó rất là dồi dào. Sắp tới các bé có một chuyến đi giao lưu với các bạn bên Hàn Quốc thì Puka rất là mong các bé vẫn giữ vững tinh thần quyết chiến quyết thắng và hy vọng các bé sẽ tự tin và chiến thắng. Hai cây sành đã được các cầu thủ nhí cùng các khách mời của chương trình trong kỷ niệm tại khu du lịch. Các cầu thủ nhí đã chọn một vị trí rất đẹp bên bờ hồ cho các cây sành của mình. Chắc chắn rằng một ngày nào đó khi đã lớn quay trở lại nơi đây nhìn những cây sành này, các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ rất nhớ những kỷ niệm của mình với cầu thủ nhí 2017. Sau khi các cầu thủ nhí khác đã chuẩn bị ra về thì Tuấn Phương vẫn nán lại bên hai cái cây để tìm người gửi gắm. À cô ơi, bọn con là cầu thủ nhí và cô có thể giúp con hàng ngày tưới hay cho hai cái cây này được không hả cô? Dạ, cảm ơn cô nhá. Dạ, con chào cô ạ. Một hành trình thú vị nữa lại đi qua, thêm những kỷ niệm được góp nhặt với các cầu thủ nhí 2017. Ngày hôm nay thì các con đã được tham gia các bài tập, tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, ùa mình vào cây cỏ cùng với các loài động vật dễ thương và thông qua đó thì lại có thêm cho mình những bài học quý giá. Những hành trình mới sẽ lại tiếp tục và chờ đón tất cả các bạn nhỏ cùng khám phá, cùng chinh phục và trải nghiệm. Hãy cùng gặp lại chúng tôi vào 15 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Lại một ngày đầy ắp các hoạt động lý thú, các cầu thủ nhí của chúng ta tiếp tục chờ đón thêm những điều mới mẻ. Điểm sắp tới sẽ là khu du lịch Bọ Cạp Vàng với những trò chơi vận động trường đầy hào hứng và say mê không thua gì những lúc tưng bừng trên sân cỏ. Hãy đón xem để được gặp lại các cầu thủ nhí đáng yêu của chúng ta nha.